Sáng ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trước những diễn biến mới, đòi hỏi giải pháp tích cực hơn, toàn diện hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, theo tinh thần chống dịch như chống giặc. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với Ủy ban nhân dân tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Dự tại điểm cầu huyện Thủy Nguyên có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tình hình mới diễn biến mới phức tạp hơn của dịch bệnh, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp, theo tinh thần chung là chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch phải hết sức tập trung, trách nhiệm với tinh thần tổng lực, toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát, đa nguồn dịch, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân. Đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí, triệu chứng bệnh có dấu hiệu tăng nặng, do đó điều trị tích cực ở địa phương phải nâng cao hơn một mức. Bộ Y tế nhận định và dự báo tại Bắc Ninh, Bắc Giang, các trường hợp mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng, nhưng cơ bản tình hình dịch bệnh tại hai địa phương đang cố gắng từng bước kiểm soát. Tỉnh Bắc Giang chủ động và xây dựng phương án ứng phó với tình huống có 5.000 ca nhiễm, còn Bắc Ninh là 3.000 ca nhiễm. Báo cáo thêm về việc thực hiện chiến lược vaccine, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết mục tiêu là tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tuy nhiên, nhu cầu vaccine ở các nước là rất lớn, tình trạng khan hiếm trên toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Việt Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, trong đó có một loại chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn thứ 3, Bộ Y tế đã tích cực đàm phán tìm kiếm tất cả các nguồn vaccine phòng COVID-19 trên thế giới. Cho tới nay, Việt Nam đã có ký kết cam kết hơn 100 triệu liều vaccine để tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên và đang nỗ lực mua thêm 40 triệu liều để có thể thực hiện được mục tiêu đề ra. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ các khu công nghiệp trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng để bảo vệ sản xuất công nghiệp. Chúng ta đã xác định nguy cơ đối với khu công nghiệp là rất cao. Có thể lây nhiễm rất nhanh chóng, khó khăn trong vấn đề kiểm soát. Bộ Y tế đã xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết với tình huống lây nhiễm trong khu công nghiệp, phải lên phương án giãn cách sản xuất cụ thể trong từng nhà máy, khu công nghiệp khi có dịch bệnh. Đặc biệt, phải tiến hành quản lý chặt chẽ công nhân từ nơi làm việc, khi đi trên phương tiện giao thông, đến nơi cư trú. Các khu công nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc thường xuyên tối thiểu từ 20% số công nhân trở lên. Trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý doanh nghiệp phải được tăng cường khả năng tiếp cận vaccine cho công nhân trong các khu công nghiệp. Giãn cách xã hội là biện pháp rất quan trọng để phòng chống dịch. Các địa phương đã rất chủ động thực hiện khoanh vùng, cách ly quyết liệt, nhưng ở phạm vi gọn nhất có thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình chống dịch, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các chủng mới hiện nay lây lan nhanh hơn, người trẻ cũng tử vong. Đợt dịch này đã gộp khó khăn của tất cả 3-4 đợt trước. Các chuỗi dịch có cả khu công nghiệp ra cộng đồng, từ cộng đồng vào khu công nghiệp, bệnh viện, nơi tổ chức truyền giáo. Mặc dù có vaccine rồi, nhưng không thể 100% người tiêm đều có kháng thể. Về truy vết, trước đây chúng ta chậm 1 tuần còn đuổi kịp, bây giờ chậm 1 tuần muốn đuổi kịp phải tăng nhanh gấp 10 lần. Thực tiễn như Bắc Ninh, Bắc Giang và một số bệnh viện, chúng ta đều chậm 1 tuần vì người nhiễm không có triệu chứng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đợt dịch này chúng ta rút ra được một bài học rất lớn, khoanh vùng được rồi nhưng giữ nguyên bên trong, không xử lý thì rất nguy hiểm. Ví dụ như khu nhà trọ công nhân rất chật chội, nếu cách ly mà không có biện pháp giãn cách thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần thực hiện mọi biện pháp, tiếp cận mọi khả năng để mua vaccine. Hiện nay, cả thế giới đều đang tập trung mua vaccine do sản xuất có hạn nên vaccine đang khan hiếm. Do đó, phải quyết tâm dùng mọi biện pháp ngoại giao thông qua doanh nghiệp hay các biện pháp khác để mua được vaccine. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, tìm giải pháp là công nghệ và tuyên truyền tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên hợp lý và hiệu quả. Phải giải thích cho nhân dân tin vào vaccine vì đây là biện pháp tốt nhất trong tình hình hiện nay.
Thủ tướng đề nghị các địa phương phải phòng chống dịch từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch với phương châm 5K cộng vaccine. Ngoài ra, nếu có công nghệ thì cộng thêm công nghệ để truy vết, kiểm soát an toàn COVID-19.